hoàn thành cái thử thách mình nấu một món ngoại quốc với mì gói trong cái clip trước á. Thì em cũng khăn gói lên đường tầm sư học đạo trên núi Võ Đang á. Cuối cùng em cũng đã tìm được cái công thức làm nước sốt của mì trộn xá xíu Hồng Kông. Đặc biệt là không cần xá xíu, chỉ cần cái nước sốt thôi là ngon đủ. Công thức này làm không có bà chế đó đó. Ghê chưa, thấy tôi cũng có chuyện dậm làm hoa hậu lắm chứ bộ. Chứ hồi đó tôi cũng đăng quang hết lần rồi mà tại ít người biết thôi. Quay trở lại với cái công cuộc làm nước sốt nè. Mày muốn mà cho nó thơm ngon tròn vị á, mày má cho thêm miếng hạt nêm mì hảo hảo vô nha. Nó khuấy lên cho nó kẹo kẹo rồi tắt cái bếp. Cái mớ topping này ra tô nha. Có thịt có rau có tôm, em còn bơ nớt thêm miếng bạch tuộc nữa. Theo nguyên gốc á là cái này ăn với cả thề với cái thịt xá xíu. Mà chị hoa hậu có nói với em á, cái này quan trọng là cái nước sốt bên đó thì em bỏ cái gì cũng được hết trơn á, không nhất thiết phải là thịt xá xíu. Nguyên liệu này là Pip quy định sẽ là món kim bắp mì hảo hảo phiên bản siêu to khổng lồ, quá tuyệt cho một buổi đêm thanh vắng như thế này. Trong lúc đợi nước sôi thì chúng ta sẽ đi pha sốt trộn mì, mà cái công thức này thì hơi bị thần thánh luôn đấy nhá. Lần nào tôi cũng ăn. Nó sẽ bao gồm một gói súp, một gói dầu có sẵn trong gói mì hồi nãy, nửa muỗng tương ớt và nửa quả chanh. Đấy là công thức bình thường xương xương cho một gói, còn bác nào thích double như tôi thì cho thêm nửa gói súp nữa vào nhá. Chua cay mặn đã có rồi, và cuối cùng để cân bằng vị hơn một chút thì chúng ta sẽ cho thêm một ít siro ngô hoặc là đường để cho nó có vị ngọt thanh thanh. Cái siro ngô này là tôi ngựa ngựa thôi chứ không có thì vẫn ngon nha mọi người. Phải nói thật là hồi xưa biết hay ăn mì nước hơn, nhưng mà kể từ khi biết tới quả mì trộn chân nái này thì tất cả chỉ là dĩ vãng. Nói chung là cứ yên tâm đảm bảo ngon, các bác thử đi. Đến tôi đây làm kim bắp mà vẫn còn phải ăn vụng trước miếng này nè. Thôi tém tém lại một chút, không tí lấy gì cuộn kim bắp bây giờ, chuyển sang sơ chế nguyên liệu rau cỏ đi Pít ơi. Thì ok, phần cà rốt với rau cải mình sẽ làm sạch rồi luộc chín. Cà rốt thì nhớ cắt khúc nhỏ, còn rau cải thì nhớ tức sơ nhá. Xúc xích thì mang đi chiên nè, nhưng mà với bản tính hậu đậu và dậm giờ thì mình đã quên khía cho em nó dễ chín hơn. Xong rồi cái chảo thì nó còn thừa nhiều chỗ như thế mà không cho thanh cua vào chiên luôn một lần, lại còn tách ra làm hai lần nữa, trời ơi ngáo ẻ. Thôi bỏ qua, mình đi chiên trứng vậy. Và hôm trước sau cái sự thất bại của cái món trứng ốp lết kiểu Nhật thì mình đã rút ra được một kinh nghiệm khi rán trứng, đấy chính là cho vào một ít sữa thì màu trứng sẽ đẹp hơn nhiều. Đó, hai quả trứng rán của tôi trông hơi bị nai sừng luôn. Mà ăn gì đi ăn chứ, ăn mì là không thể thiếu vitamin thì được, phải làm tí thì bỏ. Để cho đậm đà thì Pít sẽ cho vào đây một ít dầu hào, chứ nhà ai mà có kiểu sốt bulgogi hay là sốt thịt nướng ấy thì cho vào sẽ càng ngon nhá. Rồi giờ nguyên liệu đã đầy đủ, bắt tay vào cuộn kim bắp mì thôi. Xếp ba cái miếng kim bắp thẳng hàng thẳng thớm ra, bởi vì tôi sẽ cuộn kim bắp siêu to khổng lồ mà lại làm sao mà một cái có thể đủ được. Ấy, sau đó cho nhiều mì đã trộn sốt lên trên rồi bắt đầu mới cho đến các loại topping. Dặn lòng là tham thì thơm cho vừa thôi, không tí không cuộn được, nhưng mà không hiểu sao cái tay nó cứ gấp hoài à. Kiểu thanh cua thì phải hai miếng, trứng thì phải xong rồi thêm rau rồi cũng nhiều cà rốt vào cho nó bổ mắt, rồi cho thêm thịt nữa. Cho lắm vào rồi cái khúc cuộn này nó mới bớt khuất nè. Tự nhủ lòng là phải cuộn cho thật chắc tay, không tí nó mà bung ra là hỏng bét. Nhưng cuối cùng dưới bàn tay khéo léo và chuyên nghiệp của Pít thì một chiếc kim bắp mì hào hào siêu to khổng lồ nó cũng ra được.